Quý vị đã trở lại kênh của Đồ Gỗ Đức Hiền ở trên trang youtube.com gạch chéo Đồ Gỗ Đức Hiền. Và sáng hôm nay là hiện nay là 7 giờ sáng ngày 28 tháng 6 năm 2016. Trong clip này chúng tôi trân trọng giới thiệu chiếc sập ngũ phúc tùng lộc. Thực ra là đang còn thiếu cái mặt nữa, nhưng mà do là cái mặt rất là nặng, thấy cái mặt chúng tôi đã có cơ số dự trữ mặt rất nhiều. Quý vị nhìn qua thấy chỗ nào cũng thấy mặt sập dần đây, hàng loạt mấy chục cái mặt sập đang dựng ở đây, nhưng mà cái mặt sập rất nặng và đang là ngày mùa cho nên là một số thợ đang nghỉ cấy, vừa xong vụ gặt thì cấy. Hiện nay chúng tôi đang lắp hai chiếc sập, thì tôi sẽ giới thiệu chiếc sập ngũ phúc tùng lộc trước, còn bên này là chiếc thập điểu quần mai là sẽ là trong clip tiếp theo. Thì kính thưa quý vị là trong cái dòng sập ngũ phúc ấy, trong dịp khác tôi giới thiệu chiếc sập ngũ phúc đơn thuần, tức là có những hình con rơi, đồng tiền và cái chuyện. Nhưng mà ở cái sập ngũ phúc tùng lộc này ấy, thì là cái phần ở cái ô chính ở đây chúng ta thấy là có những con rơi tượng trưng cho phúc, và đây có những cái chữ thọ và những cái đồng tiền tượng trưng cho lộc và thọ, đồng thời là có hoa mai chim chỉ rồi nho sóc tượng trưng cho sự quý phái và sức khỏe thành đạt. Ngoài ra thì ở cái phần hai cái trụ chính đây thì là rõ ràng hai chú hươu và cây tùng tượng trưng cho là tùng lộc, cho nên là toàn thể là toát lên một cái tinh thần với kiểu dáng là rất là dày dặn chắc chắn, đục chạm là sắc sảo kênh vong và ý nghĩa thì rất là hay. Bây giờ tôi sẽ lia máy chậm chậm để quý vị quan sát. Đây là bắt đầu từ chỗ giữa khu trung tâm, trên này là rơi, bên này là dưới, đây là đây hoa mai và đây là chim chỉ. Chim cũng có đôi, biểu trưng cho quý phái mà lại hạnh phúc. Đây còn là đôi sóc này. Cứ mang cho quyển gốc đi, cần đi chạy đi. Chứng minh thì thoải mái đi. Đây bên dạ, đây là bên dạ hồi. Và bên này là dạ hồi. Thì thời tiết là đang vào mùa hè và quá nắng nóng cho nên là cũng rất bất lợi cho cái việc giới thiệu. Thì chỉ cần ngồi một tí thôi là đã toát hết cả mồ hôi rồi. Chúng tôi cũng định lắp những cái sập này lên từ lâu, nhưng mà do thời tiết nó nắng nóng quá, mới sáng sớm nó nắng như thế này rồi. Tí nữa tôi sẽ lắp một cái sập dạ trơn nữa ở bên kia, có một khách hàng cũng yêu cầu từ lâu mà bận quá chưa lắp được. Hy vọng là trong thời gian tới, như vậy là giới thiệu được sơ bộ để quý vị hình dung là ngày hôm nay là ngày 28 tháng 6 năm 2016, thì ở tại xưởng nhà Đức Hiền thì đã xong hai chiếc sập, là chiếc sập ngũ phúc tùng lộc và bên kia là thập điểu quần mai. Và đây đang được quay ở phía trước tầng 1 khu A của Đồ Gỗ Đức Hiền. Khu A của tôi, bên kia là khu B. Và trong cái dự kiến trong tương lai thì chắc chắn sẽ còn có những cái khu CD, nhưng mà cái việc xây dựng và mở mang cũng sẽ từ từ để không ảnh hưởng đến sản xuất. Xin quý vị ngắm lại chiếc dạ tiền ở cái nơi trung tâm nhìn ngắm, bắt đầu từ cái chân đầu tiên nó có hình tượng tùng lộc đây, chú hươu và cây tùng gọi là tùng lộc.
trên này là con rơi đang ngậm đồng tiền. Bên này là các cái chuyện và các cái hình về nho sóc, chim chỉ, cây mai. Và các cái chuyện là chuyện trên mẫu tử, tức là chuyện cỡ lớn và chuyện cỡ nhỏ song song đi với nhau. Có thể là các cái thế hệ kế tiếp. Người xưa làm cho ra mẫu rất là ẩn ý. Và khi đặt cái mặt lên sẽ thành một cái sập hoàn chỉnh. Hiền cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi, và xin quý vị nếu hỏi giá thành hoặc những cái chi tiết nào thì xin gọi điện hoặc nhắn tin vào số 0984 666 999. Nếu nhắn tin hỏi giá cái này thì quý vị cứ nhắc là chiếc sập Ngũ Phúc Thùng Lộc ngày 28 tháng 6 năm 2016. Bởi vì những sản phẩm chúng tôi giới thiệu đến toàn thể quý khách là rất là đông, hàng nghìn thứ. Nếu mà quý khách mà hỏi mà không hỏi rõ ngày nào là chúng tôi cũng không xác định được. Bởi vì cùng một sản phẩm nhưng có thể là những cái ngày khác nhau thì chúng tôi sẽ trả lời được là chiếc sập đó hoặc cái sản phẩm đó là có còn hay đã bán rồi. Cho nên xin quý vị là hỏi giúp cho là tên là gì và cái ngày bao nhiêu, quan trọng nhất là ngày bao nhiêu. Xin mời quý vị đăng ký vào phần đăng ký ở dưới để hàng ngày thường xuyên nhận được những cái thông tin mới và những sản phẩm mới của chúng tôi. Đức Hiền cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong những clip sau. Và quý vị nào ở xa không tiện nhắn tin hay gọi điện cho số này thì có thể nhắn tin gọi điện theo Zalo Viber của tôi, số 0967 666 111. Xin cảm ơn quý vị.